Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Sáng ngày hôm qua, mùng 8 tháng 12, lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 chính thức diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội, với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện này. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra đến ngày 10 tháng 12, thu hút hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không, không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Thông tin này nhanh chóng đã được chuyên gia quân sự của nước bạn láng giềng Trung Quốc phân tích và lên video với tiêu đề "Láng giềng Việt Nam lần đầu tiên sử dụng tiêm kích tàng hình có thể khiến ai cũng bất ngờ". Video mới đăng tải vài tiếng đồng hồ thôi nhưng đã thu hút gần 100.000 lượt xem và hàng trăm bình luận đến từ netizen Trung Quốc. Trước khi đến với phần bình luận, Cơm Camera sẽ dịch lại một số nội dung chuyên gia này phân tích trong video nhé. Mở đầu video, chuyên gia này nói, trong triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022, Việt Nam đã giới thiệu Su tiêm kích hoàn toàn mới, máy bay chiến đấu tàng hình, mẫu xuất khẩu Su-57. Đồng thời, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện. Trước tình hình này, Việt Nam có thể cân nhắc mua máy bay chiến đấu KF-21 từ Hàn Quốc. Sự tham gia của Nga trong sự kiện này cũng để ủng hộ quan hệ hợp tác chiến lược song phương Việt-Nga và thắt chặt hơn nữa quy mô hợp tác quân sự giữa hai bên. Chuyên gia này tiếp tục phân tích tình hình quân đội Việt Nam rằng hiện nay, ngành công nghiệp của Việt Nam hầu như không thể đảm bảo mạnh mẽ những vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, xe bọc thép hạng nhẹ, thuyền thực thi pháp luật nhỏ cho hải quân, những thứ khác như tàu tên lửa hải quân và tàu ngầm, xe tăng quân đội, tên lửa phòng không và tất cả các máy bay lực lượng không quân, tất cả đều phải dựa vào nhập khẩu. Thêm vào đó, trong một thời gian dài, Việt Nam đã xảy ra vấn đề với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, nghiêm trọng đến nỗi họ không thể nào có được kênh thương mại quân sự với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vũ khí tiên tiến chỉ có thể mua từ Nga. Điều này đã trực tiếp dẫn đến tình trạng quân đội của Việt Nam như ngày nay, 80% thiết bị nhập khẩu từ Nga. Các kênh mua hàng hoàn toàn do Nga độc quyền. Một trong những tiêu cực của độc quyền này là một khi người Nga không thể cung cấp hàng hoặc quan hệ hai nước xảy ra vấn đề nào đó, thì quân đội Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Vì vậy, các quốc gia khi mua vũ khí trên thị trường quốc tế thường cố gắng mua từ nhiều quốc gia khác nhau và cố gắng học hỏi công nghệ để tránh phụ thuộc vào quốc gia khác. Và nổi tiếng nhất là Trung Quốc. Trung Quốc nhập Su-27 từ Nga từ những năm 1990. Trung Quốc đã thành công chế tạo G-11B để Trung Quốc thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề về máy bay chiến đấu từ Nga. Tất nhiên là do Trung Quốc có khả năng hàng không hoàn hảo, nhưng Việt Nam không có khả năng này. Là một quốc gia có ngành hàng không gần như bằng không, ngay cả chiếc J-6 cơ bản nhất, Việt Nam cũng không có năng lực sản xuất ở cấp độ này. Muốn mở rộng lực lượng không quân quốc gia, chỉ có thể tiếp tục nhập Su-30 từ Nga. Vì vậy, có thể nói, khả năng phát triển quân sự trên khắp Việt Nam đã bị Nga hạn chế. Con đường phát triển mới là gì? Chính là nhập khẩu vũ khí từ Hàn Quốc. Hàn Quốc không giống Nga, Hàn Quốc xuất khẩu vũ khí quy mô lớn, sẵn sàng đầu tư và vay mượn tại nước sở tại và chuyển giao một số công nghệ sản xuất liên quan. Đối với Việt Nam thì mua máy bay chiến đấu từ Hàn Quốc sẽ có lợi hơn cho Việt Nam vì thứ Việt Nam cần lúc này không phải thành phẩm mà là công nghệ. Đó là những phân tích của chuyên gia Trung Quốc. Mặc dù hàng không Việt Nam chưa phát triển để có thể tự chế tạo máy bay chiến đấu, tuy nhiên trong triển lãm lần này, đài radar, VRS và máy bay không người lái hạng nhẹ tầm gần là một trong nhiều sản phẩm quốc phòng được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy sự phát triển của các thiết bị quân sự của Việt Nam. Vậy sau khi nghe được những phân tích của chuyên gia Trung Quốc, thì netizen Trung Quốc đã phản ứng ra sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Còn lâu mới bằng Trung Quốc nhé! Như thế này mà vẫn xây dựng đường sắt cho anh ta. Việt Nam sợ đấy, vì vậy anh ta chỉ có thể dựa vào Nhật Bản và Hàn Quốc để nhận đơn đặt hàng của họ. Tuy nhiên, nếu đất nước của anh ta muốn hiện đại hóa, Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ không giúp anh ta. Bạn xem, chỉ cần nhìn vào đường sắt cao tốc là biết rồi. Chúng ta quá ngây thơ khi giúp nó xây dựng cơ sở hạ tầng, và khi nền kinh tế phát triển trong tương lai, nó sẽ chống lại chúng ta. Xây dựng đường sắt cho anh ta, chúng tôi nâng cấp ngành công nghiệp của chúng tôi và mở rộng thị trường của chúng tôi. Nói trắng ra, hãy để Đông Nam Á là cỗ xe kinh tế của chúng ta. Nếu bạn muốn có tiếng nói, bạn phải ràng buộc họ một cách sâu sắc. Như vậy thì những gì bạn nói mới có thể ảnh hưởng đến họ. Tôi nghĩ đó là điều tốt. Nhìn vào lịch sử hàng ngàn năm của Trung Quốc, quốc gia chúng ta không phải là một quốc gia có thể chuẩn bị cho nguy hiểm trong thời bình. Xung quanh có một số kẻ thù luôn thúc giục chúng ta tiến lên, đó là điều tốt. Nước lớn không cần cảnh giác với nước nhỏ, đặc biệt là các nước láng giềng, phải để nước nhỏ thấy thái độ của Trung Quốc. Nước nhỏ đứng về phía nước lớn, quan tâm hơn đến mọi động thái của nước lớn, họ phải có ý thức an ninh. Quốc gia thông minh sẽ không chủ động đắc tội với một quốc gia có thực lực cao hơn mình, cùng lắm chỉ là nói bóng nói gió. Điều chúng ta phải đề phòng là bên thứ ba khiêu khích. Nga cũng muốn cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương và sẽ không để Trung Quốc lấn lướt. Các nước nhỏ đều như vậy, nhất là các nước nhỏ có nền tảng công nghiệp rất yếu, lấy Việt Nam làm ví dụ. Cho dù Nga có chuyển giao công nghệ sản xuất cũng không có nhiều ý nghĩa thực tiễn ở Việt Nam, từ công nghệ đến xây dựng nhà máy sản xuất. Một ngành công nghiệp không chỉ có riêng nhu cầu của mình mà còn xuất khẩu ngoại thương, lấy một nước có độ rộng như Việt Nam, nhu cầu của chính mình lớn đến mức nào? Bạn biết đấy, cạnh tranh công nghiệp là khá nghiêm trọng và tàn khốc. Huống hồ là một nước nhỏ, liệu có thể cạnh tranh với một nước lớn có công nghiệp mạnh hay không? Rõ ràng Việt Nam không có khả năng đó. GDP của Nhật Bản đứng thứ hai thế giới trước đây, Nhật Bản lớn như thế nào? Việt Nam trở thành một nước phát triển về kinh tế thì không thành vấn đề, nhưng không thể trở thành một cường quốc quân sự, trừ khi quay trở lại những năm 1970. Ồ, vậy những năm 1970, vũ khí của Việt Nam tiên tiến lắm hả, mà vẫn là cường quốc quân sự? Tại sao bạn coi thường vũ khí và thiết bị của Trung Quốc? Không phải không thích, mà là chúng ta không bán cho hắn. Việt Nam giàu có và họ đã kiếm được rất nhiều tiền ở Biển Đông. Trung Quốc nên giải quyết vấn đề Biển Đông càng sớm càng tốt và giành lại lãnh thổ đã mất càng sớm càng tốt. Điều đó có nghĩa là các máy bay chiến đấu tàng hình của thế giới sẽ lan rộng. Nói chung, Trung Quốc và Việt Nam vẫn là một liên minh, nhưng có một số vấn đề trong liên minh vẫn chưa được giải quyết. Hàn Quốc không thể xuất khẩu các sản phẩm quân sự một cách độc lập, châu Âu và Hoa Kỳ không gật đầu thì không thể bán nổi rồi, khả năng cao là Việt Nam sẽ phải mua của Nga. Không quan trọng, muốn leo lên đỉnh cao thì phải có dũng khí đánh bại mọi đối thủ. Con người có bản tính hay cười nhạo người khác, ngay cả láng giềng cũng thế, huống chi là quốc gia láng giềng. Ai cũng lo vụ lợi, là Mỹ lợi dụng mình, là Mỹ lợi dụng Nam Triều Tiên để xâm nhập Bắc Việt. Không muốn buông tay Nga bởi vì họ có công nghệ cốt lõi, Hàn Quốc không có công nghệ cốt lõi, vì vậy họ không quan tâm đến việc truyền bá công nghệ. Dù sao, cái gọi là xây dựng nhà máy của Hàn Quốc là một nhà máy lắp ráp, các thành phần cốt lõi được mua từ thị trường vũ khí phương Tây, ai cũng có thể làm được, và Hàn Quốc chỉ là một tay sai đi thu tiền thôi. Hàn Quốc không có công nghệ cốt lõi của ngành quân sự, nếu phương Tây cắt đứt công nghệ này, Hàn Quốc sẽ không thể bán nổi nữa rồi. Tôi đồng ý với ý kiến của tác giả, môi trường nhập khẩu vũ khí của Việt Nam có thể nói là rất lạc quan. Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh ở Đông Nam Á, nhân tài khoa học công nghệ đang dần được nâng cao, không nên coi thường. Việt Nam chỉ có thể yên tâm phát triển nếu giao quốc phòng cho Trung Quốc. Việt Nam sử dụng vũ khí của Hàn Quốc, mà vũ khí của Hàn Quốc chủ yếu dựa vào công nghệ của Mỹ. Như vậy, Mỹ có thể sẽ bóp cổ Việt Nam, nên Việt Nam đi con đường này là không sáng suốt. Hệ tư tưởng của Việt Nam hiện nay ngày càng Tây hóa rồi. Sự trỗi dậy của Việt Nam so với chúng ta không là gì cả. Nga lợi dụng Ấn Độ và Việt Nam để gây rối ở châu Á, ai cũng biết họ nhắm vào ai. Bất kỳ quốc gia nào bán vũ khí tiên tiến xung quanh Trung Quốc đều có thể bị coi là thù địch với Trung Quốc. Nga chưa bao giờ là bạn của Trung Quốc và chỉ có thể hợp tác tạm thời. Công nghệ đỉnh cao của máy bay chiến đấu Mỹ thậm chí còn không được Hàn Quốc xuất khẩu, và khả năng Hàn Quốc bán máy bay chiến đấu trang bị động cơ tối tân của Mỹ cho Việt Nam là điều khó xảy ra. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Iran xung quanh Trung Quốc đều muốn tự chế tạo máy bay thế hệ thứ 5. Các nước châu Á này có phát nổ trong một sớm một chiều không? Việt Nam và các nước phát triển kinh tế tốt cũng sẽ có sự phát triển vượt bậc về công nghệ trong tương lai. Điều này sẽ có tác động đến Trung Quốc, vì vậy hãy cảnh giác. Việt Nam chỉ muốn máy bay tàng hình, Nga không bằng lòng, Trung Quốc, Mỹ bán cho Việt Nam cũng không được, chỉ có thể chọn hàng non nớt như Hàn Quốc, điều này rất bình thường. Trên đây là một vài ý kiến của netizen Trung Quốc. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về nội dung video này thì hãy comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều nội dung thú vị hơn nhé.